Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Một chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá, trang bị toàn diện, tuy nhiên vẫn không đáng mua chỉ vì một lý do: Snapdragon 870 có chơi game marketing được khoảng 4 năm nữa hay không? Và mua máy cho phụ huynh dùng lâu dài, tối thiểu cần chip gì? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn xem nhanh một câu ấy, kích vào nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Meldon Castle Class. Hiện tại có nên mua Redmi K60e không anh? Ok, theo mình thấy chiếc Redmi K60e sẽ là một chiếc máy có hiệu năng mạnh nhất tầm giá 7 triệu bạn nhá. Máy sở hữu con chip Dimensity 8200. Trên lý thuyết con số ấy, chấm điểm AnTuTu ra, nó sẽ cao hơn Dimensity 8100 của Redmi K50 khoảng 10%. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế, mình thấy là hơn con số vậy các bạn nhá. Nó phải tầm 20%. Ví dụ như khi các bạn chơi Genshin Impact ở đồ họa marketing, Redmi K60e chơi rất sướng nha. Trung bình được khoảng hơn 58 FPS, rất là ổn định. Nhiệt độ thì cũng sẽ không quá nóng. Còn với chiếc Redmi K50 Dimensity 8100 ấy, chơi marketing thì cũng được thôi, nhưng mà FPS sẽ bị tụt khá là thường xuyên và chơi nó sẽ không quá phê bạn nha. Theo mình thì với chiếc K50 ấy, các bạn nên chơi mức đồ họa trung bình mà thôi. Sự khác biệt lớn như vậy là bởi vì con chip Dimensity 8200 ấy, nó sẽ là công nghệ 4 nanomet các bạn nha, trong khi 8100 ấy sẽ vẫn chỉ là 5 nanomet. Đó. Những trang bị còn lại của chiếc Redmi K60e gần như giống hệt so với cả chiếc Redmi K50 bạn nha, mà mức giá thì cũng không chênh nhau quá nhiều. Redmi K50 cấu hình rất đáng mua cho tầm giá khoảng 7 triệu rồi, thì Redmi K60e càng đáng mua đúng không? Tuy nhiên nha, hiện tại với chiếc Redmi K60e mình vẫn chưa thấy có ROM EU. Đó, đây sẽ là một điểm yếu rất lớn các bạn nhé. Những bạn mua máy giải trí rất là ok, nhưng mà dùng cho công việc một chút thì cần phải xem xét nha. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, chiếc Redmi K60 sẽ được update các phiên bản ROM khác, khi đó thì mới thực sự là best choice tầm giá. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Dũng Mai. Cho em hỏi, Redmi K40S chơi Liên Quân marketing cộng PUBG marketing thì được 4 năm và K40S có bán chạy không anh ơi? Không trả lời làm chóa thì phải trả lời thôi. Rồi, theo mình với chiếc Redmi K40S để mà chơi Liên Quân với cả PUBG marketing ấy, maximum chắc được khoảng 3 năm thôi các bạn nhé. Bởi vì sau khoảng 3 năm nữa ấy, thì con chip Snapdragon 870 trên chiếc Redmi K40S sẽ ngang với cả Snapdragon 845 bây giờ. Đó, hiện tại thì với Snapdragon 845 trên nhiều máy ấy, để mà chơi được PUBG marketing, thậm chí các bạn phải gắn quạt rồi nha. Nên là theo mình, maximum ấy, các bạn sẽ chỉ được khoảng 3 năm mà thôi. Muốn lên khoảng 4 năm thì chắc là sau năm thứ tư các bạn sẽ phải hạ mức đồ họa xuống một chút. Liên Quân thì còn ok, chứ còn PUBG thì chắc chắn nha. Về câu hỏi chiếc Redmi K40S có bán chạy không ấy, thì tuy là không phải quá xuất sắc như kiểu K40, nhưng mà cũng là bán chạy bạn nhá. Đây sẽ là một sản phẩm thay thế hoàn hảo cho chiếc Redmi K40, tại vì chúng ta sẽ có thiết kế mới đúng trend này, cấn tay, thậm chí camera có cả chống rung quang học OIS các bạn nha, rất là xịn sò luôn. Và tuy là máy mỏng như vậy nhưng mà chơi game nhiệt độ cũng khá là mát mẻ. Đó. Và hiện tại thì chiếc Redmi K40S vẫn là một trong những máy sở hữu con chip Snapdragon 870 có mức giá rẻ nhất, rất là đáng mua. Đó thì bạn Dũng Mai cân nhắc nha, 4 năm thì hơi khó, 3 năm sẽ an toàn hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn Nguyễn Tuấn. Muốn mua cho phụ huynh xài 3 đến 4 năm nữa, ngon, mượt thì mua máy chạy chip gì anh? Ok, với phụ huynh ấy, theo mình bạn nên mua iPhone nha, nó dễ dùng hơn. Và hiện tại theo quan điểm của mình ấy, để mà dùng ổn áp cơ bản nhất thì các bạn tối thiểu cần có chiếc iPhone 6S Plus. Đó, thực ra là iPhone 6 hay là iPhone 5S vẫn dùng được thôi, cơ bản nghe gọi với cả mạng xã hội. Tuy nhiên nó sẽ hơi bị lag một chút các bạn nhé. Theo mình là iPhone 6S Plus nó mới ổn được. Đó. Thì để mà dùng ổn định được khoảng 4 năm nữa thì bạn cứ cộng lên từ 6S Plus đúng không? Lên iPhone 7 này, iPhone 8 này, iPhone X và XS Max. Đó. Tức là bây giờ để mà dùng khoảng 4 năm ấy, bạn nên mua tối thiểu là chiếc iPhone XS Max hoặc là iPhone XS nha. iPhone XR cũng được, cùng con chip mà. Còn trong trường hợp khác, bố mẹ của bạn không thích dùng iPhone đi, thì thường nha, mình thấy phụ huynh ấy hay dùng Samsung đúng không? Nó cũng rất là dễ dùng. Tối thiểu bây giờ ấy thì mình thấy phải là từ con chip Snapdragon 835 đổ lên mới dùng ổn định được các bạn nhá. Thì các bạn lại cộng 4 năm lên cho mình, 835 đúng không? 845 này, 855, 865 và 870. Nhưng mà rất tiếc, mình thấy Samsung không có máy chạy chip 870. Thì thôi, các bạn chọn 865 hoặc là 865 cộng ấy cũng rất là ok rồi. Điển hình như trên S20 series hoặc là Note 20 series nha. 865 với cả 865 cộng ấy có yếu hơn một chút nhưng mà vẫn dùng được. Quan trọng ấy, đừng chọn bản Exynos là ok. Rồi, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi, xin chào, bye bye.